Đây, hai anh em mình đang ra để bắn cái chắn dép các bạn nhá, cho chiếc xe cái gầm dây này. Khoan bắt khoan khoan đấy nhá. Đó, đây hai anh em mình đang bắt cái chắn dép của Vina HD nhá. Thì toàn bộ dòng Vina HD thì cũng giống như các lần mình bắt cho anh em xem thôi, rất là đơn giản, các bạn chỉ việc bắn thôi các bạn. Thành cho anh mượn phát để ướm em đợi bên nào. Con này nó sẽ có bên lái bên phụ các bạn nhá, các bạn chỉ việc bắt vào cho mình thôi. Anh đóng qua cho anh phát nào, đóng qua cho anh phát để anh đặt xem cho đúng chiều, xem cho đúng chiều nhầm đỡ mất công bắn lại chiều này. Đây đúng không? Rồi, ok chuẩn đấy, ok rồi. Mở lại đi Khánh, thấy mở ra bắn phát được ngay. Đó, vịt anh nhá, con này để khoan bắn phát được ngay. Thấy không, vịt anh phát. Đây, sau khi các bạn đặt xong thì các bạn đặt nó đây, vịt anh phát. Các bạn đặt nó vào như này các bạn nhá. Cái chiều vát thì nó sẽ theo cái chiều này các bạn này. Đó, sau đó các bạn chuẩn bị khoan, các bạn chuẩn bị vít, vít bốn cạnh ngắn này. Không, tí em bắn bắt xong được, đơn giản không mà ra được. Đây, sau đây các bạn đi xong thì nó có mấy cái nỗ, các bạn chỉ việc nhẹ tay là bắn nó sẽ vào các bạn nhá. Đi chặt ra nhá, các bạn bắn khoan cứ nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, sau khi gối bên thì các bạn bắn cho mình là 3 con thôi các bạn nhé. Các bạn bắn 3 con thôi. Đây cánh bưởi của anh này. Ok, cánh bưởi nhà này. Đấy, ok rồi, cho nó vào đúng form. Mỗi bên nó sẽ có 3 con thôi các bạn nhé. Các bạn cứ bắn chắc tay nó sẽ vào. Một bên là 3 con các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Đó các bạn nhá, rất là đơn giản. Rồi ok, đấy, thế là xong. Sau khi bắn xong thì các bạn đậy nó vào như này. Đấy, các bạn nhìn chưa cân thì các bạn có thể cầm tay các bạn bửa ra một tí để cho nó cân với cái nút cho đẹp. Đấy các bạn thấy không? Và các bạn ấn vào. Rồi sau khi bắn xong thì các bạn bóc cho mình cái này ra, bóc cho mình cái giấy bảo quản này ra cho nó đỡ sức đẹp. Rồi, bóc cái này chia cho mình nhé các bạn nhé. Rồi bạn bóc cái này ra cho mình ra. Đấy, bạn bóc cho mình này ra. Đó, ok cho anh em. Thế là xong nhá. Rồi, chúng ta chuyển tiếp sang bên lái đi. Thành ơi, sang bên lái đâu? Đây, hai anh em mình sẽ bắt đầu bên lái cho bạn xem nhá. Đó, bên lái thì cũng giống nguyên phụ thôi. Anh em cũng đặt nó vào và bắn thôi các bạn. À, rất là đơn giản luôn. Em là có vợ rồi đúng không? Em có rồi, hai con. Anh tưởng chưa vợ. Đấy, chú trẻ tưởng chưa vợ. Chưa vợ. Tưởng cho vợ lên sóng tìm người yêu. Lên sóng tìm người yêu. Hai cháu rồi. Hai đứa ra kìa. Nhanh ghê kìa. Đấy, lại viện cho anh nhá. Hai anh em mình lại viện các bạn nhá, xong mình lại bắn thôi. Ok chưa? Rồi. Em còn lên trên tí nữa. Ra ngoài tí nữa, ra ngoài tí nữa. Ừ, chặt nhá, ok nhá. Bắn nhá. Đấy, xong ra các bạn bắn như này thôi. Rất đơn giản, các bạn chỉ muốn bắn thôi. Các bạn cứ bắn van nhẹ nhẹ thôi nhé, tự nó vào tôn nó rất là đơn giản, không cần phải mất quá nhiều lực đâu các bạn nhá. Con này là vít bốn cạnh thì các bạn bắn cho mình vít nó ngắn thôi, không cần phải vít dài các bạn nhá. Bắn cho mình ngồi bên 3 con. Không, tí bữa em ạ, tí bữa nó ra là nó ra đấy. Nó đang nó
Ok, đó, sau khi các bạn bắn xong nhá thì các bạn đóng cửa vào trong. Các bạn đóng cửa vào này. Đấy, nó hơi bị chạm một chút, con này bị xô bắt đầu sốc rồi. Con này của em đang bị xô bắt đầu sốc. Đây, em mở ra em nắn bằng tay này. Thấy mở ra thì... Đấy, các bạn có thể cầm tay các bạn kéo này ra. Vì cái bắt đầu sốc này của em mới đang bị ba thành ra nó bị sệ. Hơi dốc vào trong. Rồi, ok. Cái này thì phải lắn lại cả nhá. Phải lắn cái bắt đầu sốc ra nó mới đẹp được. Bắt đầu sốc của bạn bị va các bạn, thành ra nó bị chùn nó lại vào này. Đây luôn em trai. Rồi xong luôn. Đợi anh tí xong luôn. Ok, thế là xong rồi nhá. Sau khi xong bạn góc cho mình 300 đây em ơi. Ok. Ngon đây thấy ạ. Ừ, xong phi đây rồi, bạn thì xong rồi. Rồi, thế là xong rồi nhá. Thế là lá xong cho em trai. Đây các bạn này. Hơi gần vàng lét này. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Mình làm cho chiếc xe của em cách đây là 4-5 năm trước rồi nhá. Có tem anh alo nhá, có tem anh bảo nhá. Ok ok, ông đi ạ. Rồi, thank you em trai. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đây số điện thoại là 09788 2383. Thank you anh em rất nhiều.